Và nó nào hơn nữa. Nhưng mà này cũng đông á. Ở đây là ở Vĩnh Thạnh nha các bạn. Hiện tại mấy ảnh là hình như cứ giả để chỉ đi Sóc Trăng. Ở đây mình hết đồng rồi. Ôi. Tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình quay cái bài dịch này. Đang chuẩn bị xuống gã để chuyển đồng nha các bạn. Chuẩn bị xuống gã. Wow. Rồi ngắt ngang phần nữa. Chúng là bài này cũng đông á. À, ở đây là ở Vĩnh Thạnh nha các bạn. Hiện tại mấy ảnh hình như xuống gã để chuyển đi Sóc Trăng. Ở đây mình hết đồng rồi. Nó đang chuyển nè các bạn. Lên đây rồi mới xuống gã nha. Đấy, còn kia là ăn cớp rồi đắng nè. Đấy, chị mình đang giữ cớp. Rồi đây xuống dòng gã này đây. Rồi lên đó các bạn. Đúng rồi, xuống đi cưng, ngại ngùng gì. Ôi, không, sao nó dội trở lại. Nó bị dội dội từ từ. Bài này mấy ngàn lên nha các bạn. Này mấy ngàn? Ba rưỡi các bạn ơi. Rồi đang tiếp tục lên nữa rồi. Rồi tiếp tục nha bạn. Đó. Xuống đi cưng, ngại ngùng gì. Rồi chạy xuống rồi đó bạn.
Rồi chia thớt cả. Chia dòn ngăn khác các bạn. Vậy hả? Biết chân dịch luôn hả? Con này là chó chân dịch nha các bạn. Nghe chủ nói dân dịch giỏi lắm luôn á. Con này nè. Chân dịch là sư kê luôn á. Vua chân dịch. Rồi bây giờ tiếp tục thớt mới nữa. Rồi. Vô. Hôm nay dịch đi gã rồi nó đi theo luôn không? Dễ gì bỏ nhà hả? Nó cũng không chịu nhà đâu, nó quen rồi. Đi xíu nữa hết rồi các bạn. Rồi còn như này bài này 3.500 nha các bạn. Ê, ê chạy đâu vậy bạn? Wow, chó bắt chuột các bạn. Chó chân dịch. Được rồi. Đâu rồi, ghê vậy. Ui kìa, dính đi kìa trời. Dính kìa các bạn. Chó giỏi thế ghê luôn trời. Bắt dịch hay dữ lắm. Vậy hả? Sao là nó bắt hết trơn chứ. Trời, kêu bắt nó chừng ngược cái bắt liền nè. Quá giỏi luôn trời. Vậy đó hả? Quá hay luôn ta. Bởi vậy